chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí dân tộc và miền núi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Tạp chí kỳ này có những nội dung chính sau. Phần tin Phóng sự Ninh Thuận nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm Phóng sự Lón cát tạo sinh kế cho đồng bào rất lai like thôn sắm bằng xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024. Mục tiêu đặt ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3% trên năm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận sẽ triển khai 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt ra soát bố trí ổn định dân cư đáp ứng yêu cầu về đất ở đất sản xuất nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đồng thời tỉnh ninh thuận cũng sẽ tập trung phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, nên thuận phấn đấu có thêm 2 đến 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đến 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 78 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện Bắc Ái, Ninh Sơn Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Phước tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm phấn đấu đến năm 2025 đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Trong đó, huyện Bắc Ái không còn là huyện trắng nông thôn mới, huyện Ninh Sơn và huyện Thuận Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới huyện Ninh Hải và huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Thực hiện nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025. Đến nay, diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã đạt hơn 113 ha, gấp 2,58 lần so với năm 2020. Giá trị sản xuất trên 1 ha bình quân đạt 500 triệu đồng trên một năm có hai doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hai hợp tác xã và 8 cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Thời gian tới, huyện Ninh Sơn sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh gắn với thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao như mô hình cánh đồng lớn, mô hình tưới nước tiết kiệm mô hình bao tưới chống rùi vàng trên cây táo phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đánh giá thổ nhưỡng điều kiện tự nhiên từng vùng từng địa phương để kêu gọi thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao nghiên cứu các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao để chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ giống mới vào sản xuất Phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện đạt từ 120 đến 150 ha, nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 40% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, năm 2024 sẽ có nắng nóng kéo dài hơn trung bình nhiều năm. Tại Ninh Thuận, địa phương có lượng mưa thấp nhất cả nước, cộng với thời tiết khô nóng và gió mạnh kéo dài từ tháng 12 năm trước đến nay đã khiến lượng nước ở các hệ thống sông, suối, hồ đập giảm mạnh và có nguy cơ thiếu nước tưới vào vụ hè thu năm 2024. Để ứng phó với thời tiết nắng hạn, nhiều nông dân ở Ninh Thuận đã chủ động đầu tư và nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm qua đó góp phần giảm công lao động, đồng thời khắc phục được tình trạng thiếu nước và nâng cao hiệu quả sản xuất trong mùa khô hạn. Sản xuất ở vùng đất cát hơn 1 hecta nhưng mang tê xanh của gia đình ông Châu Văn Năng ở thôn Tuấn Tuấn, xã Hải, huyện Đen Phước vẫn phát triển xanh tốt nhờ có đủ nước tưới. Nhờ lắp đặt hệ thống phun mưa tầm thấp với chi phí chưa tới 20 triệu đồng, ông Năng chỉ cần mở van, nước sẽ tưới đúng vị trí cần tưới đồng thời đảm bảo độ ẩm và giúp măng tây xanh cho năng suất cao. 21 lúc đó mới 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 làm lại tiết kiệm này là họ chạy tràn mình lúc đó mình chạy tràn thì nó tốn con quá giờ mình làm tiết kiệm ống này cũng được cũng nhẹ nhàng và cũng ít ít dễ thao điện hơn. Tiết kiệm nước về tiết kiệm công. Bây giờ mình đi mình đổ vô phân hòa với nước này mình xong mình mình vẩy cho nó nát xong mình mở ra nó chạy theo nước nó nó, nó tưới đều luôn à. À, sớm lắm tụi già làm cũng được không cần tế. đó là công việc nhà để giúp người dân sản xuất hiệu quả trên vùng đất cát, thông qua các chương trình dự án, xã An Hải, huyện Ninh Phước đã tập trung hỗ trợ bà con lắp đặt các hệ thống tưới tiết kiệm. Nhờ vậy đến nay, trong gần 300 hectare trồng màu thì đã có trên 200 hectare lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm. Nói chung cái bà con mình lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm như thế này thì nó rất là mang lại hiệu quả cho bà con mình về cái chỗ nhân công rồi tiết kiệm được cái nguồn nước nên vì vậy là chỗ với vai trò là hội nông dân của xã thì vận động tuyên truyền bà con mình là tiếp tục mở rộng diện tích và tiếp tục và cái lắp đặt cái hệ thống tưới nước tiết kiệm để cho chuẩn bị chống hạng sắp tới tại xã Phước Thái huyện Đinh Phước có gần 1.500 hecta đất sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích chủ động nước chưa tới 950 hecta phần còn lại phụ thuộc vào nước trời Trước tác động của biến đổi khí hậu, việc canh tác của nông dân nơi đây phải đối mặt với nhiều khó khăn. Để sản xuất hiệu quả, ngoài đẩy mạnh chuyển đổi sang trồng các loại cây ít tốn nước và có giá trị kinh tế cao, nông dân xã Phước Thái còn tập trung nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm. Trước đây, gia đình anh Đặng Ca ở thông Hoài Đi, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước phải thuê hai công một ngày để chạy nước cho một hecta táo. Để tiết kiệm chi phí sản xuất, gia đình quyết định đầu tư 20 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới phun tầm xa cho vườn táo, giúp giảm tiền công, tiền điện, đặc biệt là nguồn nước giảm đến 70% so với tưới tràn, mà cây táo vẫn phát triển tốt và cho năng suất cao. Hệ thống phun xây này từ khi mà mình tưới để tầm có không có tốn công mà khi mà tưới rất là nhanh, đều hết. Rồi thì quả cao. Còn mà khi mà theo thủ công đó, bình thường á thì hai công thì theo hơn hết một ngày rất là tốn công. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, việc ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm sẽ giúp nông dân giảm 20 đến 40% lượng nước tưới, thậm chí có cây trồng lên đến 70% so với phương pháp tưới truyền thống. Đồng thời tăng năng suất cây trồng từ 15 đến 20%, giảm 30% công lao động và tăng thu nhập từ 10 đến 15%. Việc ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm sẽ tạo điều kiện phục hồi hệ sinh thái ở các vùng đất bị xói mòn, hàng hán, vùng đang có nguy cơ hoang mạc hóa. Đặc biệt, mô hình này phù hợp với điều kiện kinh tế của đông dân nhờ chi phí đầu tư thấp, chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng một sào tùy hệ thống tưới. Ủy ban nhân xã Phước Thái cũng đã tiến hành rà soát về các hộ dân để mà đề xuất thì căn cứ các quy định hỗ trợ các chính sách về tưới nước tiết kiệm thì đã thực hiện cái vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong đó là cây lâu năm như là bưởi nè táo và tất cả các loại cây trồng khác thì đạt hiệu quả rất cao thì cái này ủy ban xã tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này để vận động số hộ có diện tích trên các cái khu vực trạm bơm để đẩy mạnh cái việc mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình và nâng cao thu nhập Nhờ hiệu quả các mô hình tưới tiết kiệm mang lại, đến nay tỉnh Ninh Thuận có gần 2.000 hecta ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm, trong đó hơn 800 hecta cây lâu năm và gần 1.200 hecta cây hàng năm. Sử dụng đồng bộ các cái giải pháp mà tưới nước tiết kiệm thì nó hiệu quả rất là lớn. Thứ nhất là giảm chi phí đầu vào cho người nông dân, ví dụ là giảm chi phí giống, phân thuốc, cũng như là chi phí mà theo nước à, cho cây trồng. Và đặc biệt là tiết kiệm khoảng 20 đến 30% trăm nước thì điều này có ý nghĩa rất lớn để mà dành cái lượng nước đó mà cho các cái nhu cầu phục vụ khác ví dụ như là cho sinh hoạt hướng tới thì chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với các cơ sở ngành địa phương cũng như là phối hợp với các đơn vị liên quan như là công ty khai thác công trình thủy lợi rồi công ty cổ phần điện đa nhiệm hàm thuận Đa Mi để mà có cái, cái 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 thống nhất với nhau cụ thể về cái việc mà điều tiết cái lượng nước gọi qua đó thì để mà bảo đảm cái diện tích tưới cho từng vụ cũng như là tránh cái tình trạng hạn hán hay là thiếu nước cục bộ xảy ra trên địa phương. Trước tác động của biến đổi khí hậu, việc chủ động lắp đặt và nhân trọng mô hình tưới nước tiết kiệm được xem là giải pháp giúp giảm công lao động, tăng năng suất cây trồng và tăng thu nhập cho nông dân quan trọng hơn đây là giải pháp để nông dân đến thuận thích ứng với biến đổi khí hậu và sản xuất hiệu quả ngay trong mùa nắng hạn thưa quý vị và các bạn cây nha đam đã khẳng định được giá trị kinh tế giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc rắc lai ở thôn sắm bằng xã bắc sơn huyện thuận bắc thoát nghèo tuy nhiên nhiều hộ dân ở đây chưa thể tiếp cận trồng cây nha đam vì không có khả năng đầu tư do đó từ chiếc tri banh phối hợp với công ty cổ phần thực phẩm cánh đồng việt triển khai dự án lón cát tạo sinh kế góp cây giống nha đam hỗ trợ cho đồng bào rất lai. Like. Đây là dự án phi lợi nhuận do cộng đồng đóng góp để trao cơ hội tạo sinh kế cho đồng bào rất lai like và mở rộng vùng nguyên liệu. Năm 2023, chị Ninh ở thôn xóm bằng xã Bắc Sơn liên kết với công ty cổ phần thực phẩm cánh đồng Việt trồng cây nha đam. Sau 9 tháng, 1,3 xào nha đam đã cho thu hoạch, năng suất đạt gần 3,5 tấn. Với giá bán 2.500 đồng 1 kg sau khi trừ chi phí, mỗi xào nha đam cho thu nhập 5 triệu đồng. Cây nha đam cứ 1,5 tháng sẽ thu hoạch một lần. Như vậy, 1,3 xào nha đam mỗi năm cho thu nhập 50 triệu đồng. Cảm thấy trồng cây này tóc hơn nhiều, thu hoạch tốt hơn nhiều mấy cây kia. Mấy cây này là khoảng một tháng mình thu được một lần. Còn mấy cây kia thì 3 tháng, ba tháng mới thu được một lần có khi có, cái khi không có khi bỏ luôn ví dụ một xào máy thì mình thu được hai tấn đầu tiên rồi từ từ mình thu được thì được 4 tấn 5 tấn thôi phát triển vùng trồng gia đam ở thôn xóm bằng đã giúp cho người dân nơi đây, đây thoát nghèo bền vững tuy nhiên chi phí đầu tư cho một xào gia đam dao động từ 40 đến 45 triệu đồng vượt quá khả năng của những hộ khó khăn để người nghèo cũng trồng được cây nha đam, công ty cổ phần thực phẩm cánh đồng Việt phối hợp với tổ chức tri băng triển khai dự án lớn cá tạo sinh kế. Nguồn lực huy động từ dự án đã hỗ trợ 300.000 cây giống nha đam cho 30 hộ nghèo ở thôn Sắm bằng, trị giá 600 triệu đồng. Mỗi hộ sẽ nhận được 8.800 cây giống để trồng trên diện tích một xào. Người trồng rất là nhiều, thu hoạch rất là rất là, rất là tốt. Rồi mấy em không có nguồn giống để phát triển kinh tế nhờ các đầu tư hỗ trợ cho, cho chúng tôi. Mô hình này hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, doanh nghiệp cùng người dân sẽ xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ khâu cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Khi người dân ổn định được sinh kế, cải thiện cuộc sống thì doanh nghiệp cũng phát triển được vùng nguyên liệu bền vững phục vụ cho sản xuất chế biến từ cái việc chúng tôi cung cấp cái cây giống và hỗ trợ kỹ thuật đồng thời là bao tiêu cái đầu ra cho bà con nông dân tại các cái vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào gặp khó khăn thì nó sẽ tạo một cái giá trị bền vững và tăng cái tính hiệu quả cho cái việc uh, trồng cây nha đay, trồng cây tạo sinh kế cho bà con. Dự án lớn cát tạo sinh kế là dự án phi lợi nhuận dành cho vùng đồng bào dân tộc dự án đã có sự gắn kết, hỗ trợ giữa người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, dựa trên tinh thần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ sinh kế để cùng phát triển. Những hộ nghèo không có đất sản xuất vẫn được tham gia vào chuỗi liên kết trồng nha đam. Thì hiện nay nếu mà những hộ nghèo mà không có đất, bây giờ hợp tác xã cho thuê đất, hay là đất của hợp tác xã thuê của dân, hợp tác xã có có đất. Thì nếu mà hộ nghèo mà không có đất, có thể tức là liên kết với hợp tác xã cũng trồng cây nha đam được lợi nhuận thì bây giờ là ngoài chi phí ra thì chỉ là hợp tác xã thu thu lợi thu tức là quỹ đất thôi 10% phần trăm thôi phần người dân hưởng sau 4 năm phát triển, diện tích cây nha đam ở thôn xóm bằng đã tăng lên gần 12 hectare, năng suất đạt gần 4 tấn một xào, mang lại thu nhập cao cho người dân và dự án lớn cát tạo sinh kế hỗ trợ cây giống nha đam, trao cơ hội cho đồng bào rắc lai vươn lên thoát nghèo. Mục tiêu đến năm 2025, dự án sẽ hỗ trợ sinh kế trồng nha đam cho đồng bào dân tộc sẽ phát triển lên 100 hecta trên toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí dân tộc và miền núi hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.